Các bạn vừa trải nghiệm âm thanh thực tế của cây đàn piano điện Kirkman B230 qua tiếng đàn của nghệ sĩ Quốc Đạt pianist. Hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin về cây đàn Kirkman B230 này nhé. Kirkman B230 trang bị 88 phím đàn với công nghệ Reaction Standard 2 với 6 cấp độ cảm ứng lực nhấn, giải loa 20W chạy đều trên thân đàn với trọng lượng chỉ 12,5kg giúp bạn dễ dàng mang đi khắp mọi nơi. Polyphony của đàn lên đến 192 nốt cho phép bạn tạo ra các bản nhạc với mức độ phức tạp cao hơn, 30 loại âm sắc nhạc cụ khác nhau và hơn 100 bài hát. Kết hợp với các tính năng nâng cao khác như Layer, Trinova, Slip, đàn còn tích hợp công nghệ DAS, tự động điều chỉnh dynamic của các loại nhạc cụ, sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn khi chơi đàn. Đàn được trang bị hai cổng headphone 3.5 và 6 ly, giúp bạn kết nối với tai nghe tập trung hơn khi chơi. Kết nối thông minh với 5 cổng, cổng Ad-in kết nối âm thanh vào đàn, cổng layout xuất âm thanh ra dàn loa, cổng sustain pedal tạo độ vang, MIDI out và MIDI USB để xuất dữ liệu MIDI để làm nhạc, và kết nối Bluetooth MIDI vô cùng hiện đại. Và đó là tổng quan về cây đàn Kirkman B230. Để trải nghiệm trực tiếp cây đàn B230 này, các bạn hãy đến các showroom của Minh Phụng Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Mạnh Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0919 768606 để được tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên like, share, subscribe để tạo động lực cho tụi mình ra thêm nhiều video hữu ích hơn nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.